Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 21 tháng 2 tại đường Bắc Cạn, trước cổng trường chính trị tỉnh thuộc khu vực tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô biển kiểm soát 20A35435 do chị Lê Thị Dương, thường trú tại tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, điều khiển đi hướng từ đảo tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên về ngã ba Mỏ Bạch, va chạm xe mô tô biển kiểm soát 20B2 57497 do anh Lê Quốc Đạt sinh năm 2006, thường trú tại tổ 9 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, điều khiển đi hướng ngược lại. Sau va chạm trên, tiếp tục va chạm vào xe mô tô biển kiểm soát 20B2 39846 do chị Đoàn Thị Vân, thường trú tại tổ 5 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên điều khiển. Vụ va chạm đã khiến chị Vân, anh Đạt bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ba phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Thái Nguyên đã có mặt và xử lý theo quy định công tác phân luồng giao thông cũng đã được tiến hành đảm bảo cho phương tiện đi lại trên tuyến đường bắc cạn được thông suốt thông tin về vụ việc tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo